action. Ok. Rồi. Từ từ. Các bạn ơi, cầm ngang vào mang tay mình cho đều đều nhau, cho đều nhau. Cả lớp nhìn đây. Nào, ngồi thẳng lưng lên đã nào. Cho đồ hình như nào này, đồ hình này, dòng sáng kết rồi. Nào, dồn, có bạn đứng dồn ở bên này, có bạn đứng dồn ở bên này. Con nam dồn luôn, dồn đi. Dồn đây, dồn đây, rồi, thế, thoải mái đi. Phải đó ai ai đồ tóc tóc trên rồi hai bạn bên này ngồi sao nào một u đêm ai mở ở chúng này cho ta thân mình chưa được à cầm máy bay không được trên mặt đâu, không được trên mặt. Đấy, nhìn chung một kiểu cầm máy bay đó. Tay tay thì ngập ngòa đi. Lớp nhìn lên người chơi nào, 1, 2, 3, nhìn nào. Cầm tay ở bàn con. 1, 2, 3. Rồi. Ok nào. Của hai ba gì đó. Một. Một lần duy nhất rồi. Một. Chỉ có một lần duy nhất rồi. Một. Hai rồi. Nên là phải đẹp. Ok. Một. Phi đều không. Đến ba. Nghe. Đến ba rồi gì nhá. Vâng. Được. Một. Nhiếp ảnh ra gì? Nhiếp ảnh ra gì? Một. Không lo. Các bạn đang được chiêm ngưỡng những hình ảnh của nhiếp ảnh gia Minh Quân tại Phố Lò. Phố Lò Nguyễn Đức ạ. Các bạn hàng đầu tiên gặp tay vào đã. Các bạn có muốn những hình ảnh đẹp cho gia đình, học sinh và những ngày kỷ yếu này hãy liên hệ với Minh Quân, nhiếp ảnh gia Phố Lò. Máy quay sẵn sàng chưa? Sẵn sàng action. Action. Công tác hậu trường chuẩn bị của hình ảnh học sinh đưa những ước mơ của mình bay lên, bay cao, bay xa, bay lên bầu trời. Chúc cho các em sẽ bước vào đời với hành trang tri thức, với kiến thức đầy mình, và các bạn sẽ thành công cho tương lai, trở thành con ngoan, trở thành những tương lai chủ nhân của đất nước, chủ nhân tương lai của đất nước là những chủ tịch nước, chủ tịch tỉnh, những phi công, phi hành gia, họa sĩ, bác sĩ. Nhiếp ảnh gia Minh Quân đang chuẩn bị cho các cháu đưa những ước mơ của mình bay lên bầu trời. Gia đình, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân mong muốn có những bộ ảnh đẹp xin liên hệ với Minh Quân, nhiếp ảnh gia tại Phố Lò Nguyễn Đức. MC Thầy Thảo. Vâng, thưa các bạn vẫn nghĩ nhiếp ảnh gia là một nghề rất là nhàn hạ, nhưng không phải các bạn ạ. Công tác chuẩn bị, con mắt tinh tường, ngắm, nhìn và chọn những góc máy thật đẹp để ghi lại những hình ảnh ấn tượng nhất cho mọi gia đình, mọi bạn nhỏ, mọi thành viên trong các cuộc vui. Có thể là bạn đang vui, đang không vui, mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất, để sau này chúng ta nhìn lại, ô, sao mình lại đẹp thế.